Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với một trải bài dự đoán chung. Và chủ đề của trải bài dự đoán chung ngày hôm nay đó là chủ đề là điều gì còn đang kìm hãm các bạn. Cái điều này nó có thể là một cái điều thực tế ở trong cuộc sống, ví dụ như là một cái công việc nào đó các bạn chưa vượt qua hay là một cái tình huống khó khăn. Nó cũng có thể là những cái điều nằm ở bên trong về cái nhận thức, cái tư duy hoặc là cái niềm tin của chúng ta. Thì ở đây mình không quy định cái loại kiềm chế. Nhìn chung thì nếu các bạn đang có một cái vấn đề đó, các bạn cảm thấy khó khăn hoặc là cuộc sống của mình cảm thấy nó cứ có gì đó nó không có được thuận lợi, nó cứ bị trúc trắc như thế nào đó, thì chúng ta có thể xem cái trải bài này. Và trải bài này là một trải bài chung cho nên nó có thể không hoàn toàn đúng với câu chuyện các bạn. Các bạn hãy lựa chọn những thông tin có liên quan và đón nhận một cách thật là cởi mở. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Thì ở đây á, mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn bốn đồ vật để chúng ta chọn ngày hôm nay. Mình chuẩn bị cũng ngẫu nhiên thôi. Ở tờ thứ hai, thứ nhất thì các bạn có một viên đá hình trái tim. Ở tờ bài thứ hai thì các bạn có một cuốn sổ mỏng nhỏ hình Merry Christmas. Hình ông già Noel rất là dễ thương. Tờ bài thứ ba thì các bạn có một cái kéo. Và tụ bài thứ tư là một cái đồ gọt bút chì. Ok, thứ tự một lần nữa là 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy lựa chọn một tụ bài hoặc là một đồ vật nào đó mà các bạn cảm thấy yêu thích. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi lắng nghe câu chuyện của mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ nhất. Xin chào các bạn đã lựa chọn tụ bài thứ nhất. Các bạn đã lựa chọn cái viên đá hình trái tim này. Và viên này là hoàn toàn tự nhiên các bạn. Ok, và mình sẽ để nó ở đây. Rồi, với câu hỏi chung ngày hôm nay của chúng ta đó là điều gì còn đang kìm hãm các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn có gì nha. Trong cái trải bài này ở đây á thì mình có một cái còn nó có một cảm giác thứ nhất á là hiện tại các bạn á, các bạn trong cái trải bài này là các bạn có thể đang ở trong một cái tình trạng mà các bạn thấy rất là mệt mỏi, rất là kiệt sức. Và cái sự mệt mỏi này, kiệt sức ở cái chỗ á, là ở đây mình thấy như thế này, có nghĩa là các bạn có thể bản thân các bạn á là một người mà các bạn rất là ham học hỏi, các bạn lúc nào cũng muốn là tìm kiếm những cái điều mới. Mình thích là mình được trải nghiệm nhiều, mình có nhiều cái sự mới lạ trong cái cuộc sống của mình. Cũng có thể bạn là một cái người hơi hơi mang một chút cái nét của cả thèm chóng chán nè. Hoặc là bạn là một người mà trong cái bản đồ sao cá nhân của các bạn có nhiều cái yếu tố lửa. Lửa là Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử. Thì ở trong này nó nói về một cái nhân vật mà mình cảm thấy là cái người này họ họ muốn rất là nhiều thứ, thích rất là nhiều thứ. Và nhưng mà có một cái hạn chế của họ, có một cái hạn chế ở đây á là bản thân các bạn là một người giỏi, bản thân của bạn giỏi, có khả năng các bạn có thể đạt được rất là nhiều điều trong cuộc sống và rất là nhiều điều ở trong cái những cái mong muốn các bạn. Tuy nhiên á, các bạn có một cái suy nghĩ đó là các bạn nghĩ rằng bản thân các bạn có giới hạn, có nghĩa là nếu như mà ví dụ các bạn sẽ rơi vào cái tình huống ví dụ như là các bạn vừa muốn là một người ví dụ như là kế toán đi, và các bạn một mặt khác các bạn lại vừa muốn là một người họa sĩ, và trong lòng các bạn á, thì các bạn nghĩ rằng á, mình không thể nào mình thỏa mãn hết cả hai điều này được, hoặc là các bạn đã làm đã chọn một trong hai con đường đó rồi nhưng mà các bạn luôn canh cánh một cái con đường còn lại, và cái con đường các bạn đang làm nó không có còn quyến rũ với các bạn nữa. Thì cái câu ở đây mình muốn các bạn có thể nhìn nhận lại vấn đề ở đây á, là khi các bạn muốn một cái điều gì đó trong cái thời điểm này và các bạn muốn thêm một điều khác ở trong một cái thời điểm nào khác, hoặc là các bạn thay đổi những cái gì các bạn muốn á, đó là một chuyện hoàn toàn bình thường và nó không có cái gì sai cả. Tuy nhiên ở đây á,
các bạn còn phải nhìn nhận lại một một cách rõ ràng hơn, là bởi vì mình thấy có hơi nhiều điều mà các bạn muốn, có thể là nó không có phải là thật sự là những cái gì các bạn thật sự thích, nó phục vụ cho cái con người thật sự các bạn, mà nó chỉ đơn giản là có thể các bạn chạy theo một cái trend nào đó, hoặc là các bạn vì một lý do nào đó nó phù phiếm khác, và bởi vì cái sự che mắt này là nó khiến cho các bạn bỏ quên đi rất là nhiều cái thứ, hoặc là khiến cho các bạn không đủ thời gian để làm những cái việc khác nó thật sự nó có ý nghĩa với các bạn hơn. Và khi mà các bạn ôm quá nhiều vậy, các bạn quá tải á, các bạn bắt đầu có một cái suy nghĩ là mình không làm được, mình chỉ được làm vài thứ thôi, bây giờ cuộc đời mình gắn với cái chuyện này là gắn luôn, không thể nào có cái những cái thứ khác được, không thể nào có những cái sự khám phá khác được. Thì đó là một cái ý nghĩ nó mang cái tính giới hạn rất là nhiều. Ở đây các bạn còn phải có một cái sự nhìn nhận, đó là cái việc các bạn lúc này thì các bạn thích một cái con đường đó, nhưng mà một khoảng thời gian sau các bạn đổi một con đường khác là một chuyện hết sức là bình thường. Nó không có vấn đề gì hết, quan trọng là các bạn nên lắng nghe cái nội tâm của mình, cái thế giới nội tâm và cái trái tim của mình coi nó thật sự nó muốn cái điều gì. Và các bạn á, là các bạn là có vô tận khả năng, các bạn muốn cái điều gì cũng có thể được hết á. Các bạn là những đứa con được vũ trụ rất là yêu thương, nhưng mà các bạn còn phải lọc lại cái list những cái điều muốn của các bạn, bởi vì có một số điều trong đó mình cảm thấy là nó bị chi phối bởi ego, nó bị chi phối bởi những cái điều khác chứ không phải là từ cái ước mơ, từ cái mong muốn thật sự của các bạn. Ở đây mình thấy á, là các bạn đang có một cái sự mở rộng, không phải chỉ về cái khía cạnh cuộc sống đâu. Thật ra cái sự mở rộng về khía cạnh cuộc sống và việc các bạn thích những cái việc khác á, nó bắt nguồn từ cái việc là các bạn mở rộng ra cái tâm thức của mình, hoặc là cái nhận thức các bạn bước lên một cái bước mới. Thì khi đó các bỗng nhiên các bạn sẽ bị giống như là những cái thứ mà nó cũ nó không còn phù hợp với mình nữa, nó sẽ bị kéo ra khỏi cái cuộc sống của mình. Và đó là một cái quá trình nó tất yếu thôi, để các bạn đón chờ những cái thứ khác nó mới mẻ hơn và nó phù hợp hơn với cái con người hiện thời của các bạn. Cho nên ở đây á, nếu mà cái điều gì các bạn cảm thấy không hứng thú nữa thì mình cảm thấy các bạn nên buông cái điều đó xuống, và bất kỳ cái điều gì các bạn muốn á, các bạn cũng có thể thành hiện thực được. Nếu chỉ khi mà các bạn có niềm tin, các bạn có đủ niềm tin rằng á, mình làm được. Trước hết là các bạn phải tin đã, các bạn phải tin là các bạn làm được, các bạn đạt được cái vị trí đó, các bạn đến được cái công việc đó, các bạn có được cái kết quả đó, thì các bạn phải tin trước đã. Thì khi mà các bạn tin rồi á, thì vũ trụ cuộc sống không thể nào làm một cái việc gì đó khác hơn ngoài trừ cái việc gửi cho các bạn đúng cái thực tại nó mô tả, nó phù hợp với cái niềm tin của các bạn. Chúng ta sẽ luôn luôn nhận được một cái thực tại nó phù hợp với cái niềm tin của chúng ta, để càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta, củng cố thêm cho chúng ta biết rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta rất là có khả năng sáng tạo, và chúng ta luôn sáng tạo không ngừng. Thì ở đây á, mình cảm thấy các bạn còn ngoài cái việc mà mình có lại những cái sự nhìn nhận về cái sở thích, về cái ý muốn, về cái mong muốn của mình á, thì các bạn cũng nên có những cái khoảng thời gian nó lặng lơ bớt. Mình cảm thấy cái cuộc sống các bạn có thể là nó hơi bị nhanh, hoặc là nó hơi có nhiều cái thứ xáo trộn, mà nhiều khi chúng ta không có dành đủ cái thời gian để cho bản thân mình, chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta xem rằng cuộc sống này đang diễn ra như thế nào, hoặc là trái tim mình đang nói cái điều gì. Cho nên thành ra các bạn còn thêm một cái khoảng lặng ở trong cái cuộc sống các bạn. Và nếu mà có thể hãy kết nối nhiều hơn với thiên nhiên, ví dụ như là đến những cái nơi mà có nhiều cây xanh, hoặc là những cái khu du lịch mà kiểu sinh thái nè, đi chân trần trên cỏ ví dụ như vậy, hoặc là đi tắm biển, đại khái như thế, những cái điều gần gũi với thiên nhiên như vậy, và hãy biết ơn trân trọng những cái cơ hội mà nó đã đến trong cái cuộc sống các bạn. Ở đây á, thì mình thấy á, nếu mà các bạn có một câu chuyện mà mình đọc hồi, nói chung mình cũng không nhớ rõ lắm thời gian, nhưng mà đại khái như là ban đầu á, thì cái việc các bạn làm các bạn rất là thích cái việc đó, nhưng mà sau đó khi các bạn muốn chuyển sang một cái việc khác á, thì cái niềm yêu thích của các bạn lại bị chuyển về cái việc B đó, thì lúc này cái việc A nó lại trở thành một cái thứ khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi, và các bạn sẽ lại càng bỗng nhiên một ngày các bạn nhận ra là mình ghét cái việc đó, mình đã ghét đi một cái sở thích của mình rồi, các bạn không muốn cái điều đó, sau đó là những cái mâu thuẫn nó xuất hiện. Thì ở đây mình nghĩ các bạn hãy cứ nhẹ nhàng buông ra để cho những cái sự thay đổi nó được xảy ra, nó cũng rất là bình thường. Hoặc là nếu các bạn muốn một điều gì đó nữa, các bạn hãy dám mơ ước lớn. Nhìn chung á, cái điều mà lớn nhất mà ngăn cản các bạn ở đây á, trong cái câu chuyện này nằm ở hai khía cạnh. Thứ nhất là có một số điều mà các bạn đang đang quá ôm giữ, đang quá không có cho cái thực tại nó được chảy cái dòng, các bạn đang cố gắng chặn cái dòng chảy, và các bạn đang có hơi bị nhiều cái điều nó xuất phát từ cái những cái mong muốn mà nó gọi là từ ego á, hoặc là từ giống như là theo trend, theo người khác nói như thế này thế kia, chứ không phải thật sự là cái ước mong của các bạn. Và cái thứ hai á, các bạn đang bị có một cái niềm tin là các bạn bị giới hạn,
mình như thế này như thế kia thì mình không thể như thế này như thế kia, thì cái niềm tin giới hạn đó nó cản trở các bạn, nó cản trở những cái điều mà tốt đẹp đến với các bạn. Khi mà chúng ta có cái niềm tin gì đó thì vũ trụ không có cách nào khác ngoài cái việc là phải đáp ứng, có nghĩa là phải cung cấp, phải tạo cho chúng ta một cái thực tại mà nó đáp ứng chính xác tất cả những điều mà chúng ta tin. Đó là một cách hồi đáp mà gọi là luôn luôn thường trực, trong bất kỳ lúc nào vũ trụ cũng sẽ hồi đáp theo cái cách như vậy. Cho nên chúng ta phải luôn hướng về những cái điều tốt đẹp, và chúng ta phải tin rằng bản thân chúng ta là vô hạn. Chúng ta đây là các bạn có lá, là các bạn có thể làm bất kỳ cái gì mà các bạn thích, các bạn chọn. Và ở đây các bạn, nói chung là mặc dù mình dùng cái từ là các bạn phải nghĩ như thế này thế kia, nhưng mà thật ra các bạn, mình nghĩ là dùng cái từ nên á, thì nó sẽ tốt hơn. Khi các bạn làm như vậy á, các bạn nghĩ hướng tích cực nè, các bạn nghĩ rằng bản thân mình có rất là nhiều khả năng, các bạn đi theo tiếng gọi trái tim mình á, thì cái gọi là sao, cái con đường các bạn đi á, nó sẽ có nhiều cái trải nghiệm, nó hào hứng, và nó đỡ gây ra những cái cảm xúc bực bội, khó chịu, hay là những cái việc mà mình không mong muốn ở trong cuộc sống của mình. Thì cuộc sống các bạn ha, nếu mà các bạn cứ tiếp tục giữ những cái tư duy, những cái rào cản này lại á, thì mình thấy là các bạn sẽ ngày càng trở nên kiệt sức hơn, các bạn sẽ ngày càng trở nên mất đi cái động lực, mất đi cái sự hào hứng mỗi sáng mình thức dậy, mất đi những cái việc mà vui vẻ trong cái công việc, trong cái cuộc sống của mình. Và các bạn có thể đánh mất một số cái điều nó quan trọng hơn, các bạn đánh mất một số cái điều nó quý giá, bởi vì các bạn mải mê nhìn chăm chăm vào những cái điều mà nó không thật sự là đam mê của các bạn. Mà đến một ngày chúng ta nhìn lại thì có nhiều khi là chúng ta đã bị lỡ mất cái thời cơ đó rồi. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tôi bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang được thông điệp có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Chào các bạn, ở tụ bài thứ hai các bạn đã lựa chọn cuốn sổ có hình ông già Noel này. Và cuốn sổ này là mình bốc thăm trúng thưởng cách đây cũng lâu, cũng vài năm rồi. Với câu hỏi chung là điều gì đang kìm hãm các bạn? Chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện các bạn nha. Ở đây á, mình thấy á, là các bạn ở trong cái tình huống này nè, các bạn đang có một cái vấn đề nó liên quan đến việc là nói chung là các bạn đang có một cái gì đó mà các bạn trong một khía cạnh nào đó cuộc sống mà các bạn không có thật với cái bản thân mình. Cái sự thật ở đây á, nó có thể liên quan đến một số cái khía cạnh, ví dụ như là các bạn thật về cái việc mà mình thích làm cái nghề gì, thật sự con người mình là ai, tính hướng của mình là gì, mình yêu ai, mình yêu một người nào, hay là mình yêu cái người đó vì vì mình yêu họ, hay là vì cha mẹ mình sắp xếp, bạn bè mình sắp xếp, hay là bởi vì cái người đó nó phù hợp với cái tiêu chuẩn xã hội dành cho mình. Và mình thấy ở đây các bạn cần phải có nhiều cái sự thật hơn, chân thật hơn với cái con người của mình. Các bạn còn phải chân thật hơn với cái bản thân các bạn. Và các bạn cần phải khi mà các bạn thật với bản thân mình á, khi các bạn biết các bạn là ai á, các bạn muốn gì trong cái cuộc sống này á, thì các bạn sẽ cảm thấy cái cuộc sống này nó là một chuỗi ngày nó đáng sống, nó hào hứng, nó nhiệt tình hơn rất là nhiều. Có thể các bạn vì một cái lý do gì đó, vì cả nể, vì người này nghĩ thế, người kia nghĩ thế kia, mình không muốn làm ba mẹ buồn, hay là bởi vì như thế này mình chối bỏ cái bản thân mình, thì cái cuộc sống các bạn mình thấy là nó là một chuỗi những cái sự stress, một chuỗi những cái việc là các bạn cứ phải giống như các bạn lúc nào cũng đi trên một cái sợi dây thăng bằng á, mà có thể té bất cứ lúc nào. Bởi vì đó không phải là cái người thật của bạn, bởi vì đó là cái đó chỉ là một cái dạng hình mà các bạn biểu hiện ra để vừa lòng người khác thôi, chứ nó không phải là con người chân thật các bạn. Và đặc biệt nó liên quan rất là nhiều đến những cái khía cạnh, ví dụ như trong việc lựa chọn một cái đối tượng nào đó trong chuyện tình cảm. Thì chuyện tình cảm đây mình cảm thấy có thể là bạn thích một cái người nào đó, nhưng mà vì một cái lý do gì đó, có thể là gia đình không đồng ý, hay là xã hội không chấp nhận được. Đương nhiên xã hội không chấp nhận được, ở đây mình đang đề cập đến những cái vấn đề về tính hướng nha, chứ còn những cái mối quan hệ mà nó thật sự là nó không có tính đạo đức thì đương nhiên là nó không thể chấp nhận được rồi. Và khi mà bạn
bạn phải chọn như vậy á, thì mình cảm thấy bạn hơi hơi nghiêng về cái hướng là bạn phục vụ vừa lòng đám đông, vừa lòng cái sự kỳ vọng của cha mẹ, hoặc là các bạn vừa theo cái chuẩn mực của xã hội, và những cái điều đó nó mang lại cái cảm giác nó không có được hạnh phúc cho các bạn. Bởi vì thật ra đây á, mình cũng phải thấy á, là các bạn, thật ra các bạn là những người rất là nhạy cảm. Các bạn có thể là một người rất là nhạy cảm với cái cảm xúc của người khác, và bởi vì cái sự nhạy cảm đó cho nên nhiều khi các bạn có thể bị lầm tưởng cái cảm xúc của người khác là cảm xúc của mình. Hoặc là có thể là các bạn giống như cái kiểu cái người mà giỏi nhìn sắc mặt quá thì đôi khi họ cứ bị cả nể, cứ thấy một cái biến động, một cái thay đổi nào đó là lập tức đổi ý là như thế này như thế kia. Và cái sự nhạy cảm đó của các bạn á, mình nghĩ là các bạn hãy dùng nó như một cái món quà để các bạn cảm nhận cuộc sống, các bạn cảm nhận tình yêu, các bạn cảm nhận được sâu sắc cái con người của mình, chứ đừng dùng cái việc đó như là một thứ để khiến cho các bạn cứ phải sống vừa lòng người khác. Cái khi mà các bạn sợ hãi, các bạn sợ như thế này sợ như thế kia, các bạn sợ phật ý người kia và các bạn làm trái với những cái điều mà bản thân các bạn cảm thấy á, thì đó mới là cái sự phản bội sâu sắc nhất, đó mới là sự phản bội lớn nhất mà một người có thể tạo ra, đó chính là phản bội chính bản thân mình, phản bội những cái cảm xúc của mình, những cái sự thật của mình. Và ở đây mình thấy á, các bạn đã sống rất là lâu với những cái việc mà cứ để những cái dòng cảm xúc để cuộc đời xô các bạn, để cho mọi người xung quanh điều khiển các bạn, đã đến lúc các bạn nắm lại cái quyền chủ động trong cái cuộc sống của mình. Thì nếu như mà có một cái điều gì đó các bạn cảm thấy mà nó thật sự là cái ước muốn, các bạn hãy đấu tranh vì nó, hãy chiến đấu vì nó. Bởi vì khi mà các bạn dám đi theo cái con đường của mình á, các bạn dám đi theo cái ước mơ, cái mong muốn của mình á, thì lúc đó những cái sự hỗ trợ của vũ trụ mới có thể tới được. Giống như là bây giờ các bạn phải chắc chắn, giống như các bạn khi các bạn đến mua hàng gì đó, các bạn đến mua hàng thì các bạn phải biết chắc là mình muốn mua loại hàng nào, mình muốn cái mẫu hình như thế nào, mẫu mã rồi chạy như thế nào. Các bạn phải có cái mong là ví dụ như các bạn muốn một cái loại mà nó điện thoại nó đẹp, nó chụp hình đẹp, hoặc là một cái điện thoại nó cấu hình cao chẳng hạn, hoặc là nó như thế nào đó, các bạn phải có rõ ràng một cái ước muốn. Thì như vậy khi mà các bạn đến cái cửa hàng của vũ trụ á, thì các bạn nói, các bạn bày tỏ, thì lúc đó vũ trụ mới biết chứ, vũ trụ mới biết là à cái người này họ thích là họ thích một cái người như thế, hoặc là cái điều họ thích là như vậy đó, mình sẽ đưa cái điều đó đến, ví dụ như vậy. Thì những cái điều này nó mới có thể thành hiện thực được, chứ còn chính bản thân bạn, các bạn còn không dám chắc, các bạn không dám khẳng định, các bạn không dám nói lên những cái điều mình thích, những cái mong muốn của mình, thì đương nhiên là vũ trụ sẽ tạo nên một cái thực tại mà nó cứ hỗn loạn, nó sẽ đi theo cái hướng là các bạn theo cái người khác, tạo ra cho mình những cái trải nghiệm nó không có được vui vẻ. Cho nên ở đây á, khi mà các bạn cần phải có niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin rằng các bạn cũng xứng đáng được hạnh phúc. Các bạn tại sao các bạn cứ phải nghĩ quá nhiều cho cảm xúc của người khác mà các bạn không nghĩ đến cảm xúc của chính các bạn? Cái vấn đề của chúng ta gặp phải ở đây á, là tất cả chúng ta đều cố gắng làm hài lòng người khác, hoặc là đều cố gắng làm người khác hạnh phúc theo cái định nghĩa của chúng ta, trong khi việc chúng ta nên làm là khiến cho chính chúng ta hạnh phúc. Nếu mà mỗi người đều khiến cho chính mình hạnh phúc á, thì tất cả mọi chuyện nó sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và ở đây mình nói ha, như mình nói là tóm lại cái thứ mà đang cản trở các bạn, cản bước các bạn, đó là việc các bạn đang không có thật với chính bản thân mình, các bạn đang chối bỏ một phần nào đó của bản thân các bạn, và cái điều này khiến các bạn không có trở thành được cái người tin cậy nhất của chính mình đó. Cho nên thành ra có thể trong cuộc sống các bạn gặp nhiều đối tượng không có đáng tin, hoặc là các bạn gặp nhiều đối tượng mà họ không thật sự hiểu các bạn, hoặc là các bạn gặp rất là nhiều cái tình huống nó khó chịu, các bạn cảm thấy bị bỏ rơi, các bạn cảm thấy cô đơn, cô độc. Và ở trong cái trải bài này á, nó muốn nhắn với các bạn là các bạn, nếu các bạn tiếp tục vậy, nó sẽ chỉ càng gây nên những cái mâu thuẫn, nó sẽ càng gây thêm những cái sự khó khăn thôi. Và cái sự nhạy cảm của các bạn á, nó là một cái món quà, và trước hết là món quà cho chính bản thân các bạn, để các bạn cảm nhận được chính bản thân mình, chứ không phải là để các bạn coi đó là một cái điều mà khiến cho các bạn phải phục tùng, phục vụ, hoặc là vừa lòng những cái người khác. Các bạn cần có lại một cái cuộc cách mạng, định hướng lại cho bản thân mình, và hãy có niềm tin rằng các bạn sẽ được hạnh phúc, các bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc, và vũ trụ sẽ làm hết tất cả mọi thứ để có thể đem cái hạnh phúc đó đến cho các bạn, một khi các bạn đã khẳng định rằng tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn sống là con người thật của mình.
Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang đến được những cái kết quả, những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ ba các bạn đã lựa chọn cây kéo hình con ếch này. Nếu mà có cái vỏ thì hai cái chỗ này nó có hai cái chấm tròn, nó nhìn giống con ếch hơn. Còn nếu không bây giờ nhìn nó cứ như là người ngoài hành tinh đó hơn. Ok, mình sẽ để nó ở đây. Câu hỏi ngày hôm nay đó là điều gì đang kìm hãm các bạn? Trong cái trải bài này á, thì mình thấy là những cái bạn trong trải bài này á, có thể các bạn đang có một cái vấn đề về các bạn đang hơi tức giận, và lý do là ở đây mình thấy các bạn có một cái điều gì đó, có thể là một người yêu, một công việc, một một cái điều mà các bạn hết sức là mong muốn, và cái điều đó nó không trở thành hiện thực. Ở đây ví dụ như là các bạn thích một cái người đó, các bạn rất rất là thích, rồi xong cũng có một thời gian quen nhau, nhưng mà cuối cùng thì các bạn cái mối quan hệ đó nó không thành, và các bạn vẫn còn đang đứng ở trong cái việc mà các bạn níu kéo. Có nghĩa là các bạn có cái suy nghĩ là nếu mà không phải người này thì không phải là ai hết, nếu mà không phải cái chuyện này thì không phải là cái gì hết. Nói chung là các bạn rất là cố chấp. Ở đây mình có cảm giác là một cái sự cố chấp, giống như kiểu là các bạn nhất quyết không không buông ra, mặc dù lúc này có thể là cái tay nó đã trầy xước hết rồi, nó đã đau lắm rồi, nhưng mà các bạn nhất quyết các bạn không buông ra, bởi vì các bạn cho rằng á, cho dù có đau đớn, cho dù thế nào thì đây cũng là điều tôi muốn, hoặc là cho dù sau này có một cái người nào đó nó tốt hơn gấp trăm vạn lần, tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn cái người này thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái cá nhân này mình cảm thấy họ không muốn bạn, họ không chọn bạn, và chúng ta không thể can thiệp vào cái việc đó được. Chúng ta không thể can thiệp vào cái việc mà một người nào đó chọn chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ có việc duy nhất chúng ta có thể làm là chúng ta luôn luôn chọn bản thân mình. Chúng ta chọn những cái gì mà tốt đẹp nhất cho chính mình. Và trong cái trường hợp này thật sự mình thấy á, cái điều tốt đẹp nhất cho các bạn á là các bạn hãy buông ra. Buông cái sự níu kéo đó ra, buông cái sự không chấp nhận nó ra. Mình thấy là bên trong các bạn có một phần nào đó các bạn đã chấp nhận rồi, các bạn đã biết rồi, cái chuyện này nó đã không cứu vãn được nữa, nó phải buông xuống thôi. Nhưng mà các bạn vẫn chưa có hoàn toàn làm được. Và trong cái trải bài này thì mình thấy là nó là một cái lời động viên nha các bạn, là một khi các bạn buông xuống được những cái điều đó, các bạn sẽ lập tức nhìn ra được rất là nhiều cái điều khác nó tốt đẹp hơn nó đến. Và cái việc này ở đây á, các bạn có thể các bạn đang kiểu than thân trách phận, tại sao lại là tôi, tại sao câu chuyện cứ phải là tôi, tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu cái điều đó, tại sao cái việc này lại xảy ra, tôi đã rất là cố gắng, tôi đã như thế này như thế kia rồi, tại sao lại như vậy. Thì ở đây có một cái thông điệp nhắn nhủ đến các bạn á, đó là khi mà vũ trụ đưa cái điều mà sụp đổ này đến á, đưa những cái sự chia ly chia cắt này đến á, đưa cái sự mà một cái điều gì đó cũ nó rời khỏi cuộc sống các bạn á, là vũ trụ đang đang bảo vệ cho các bạn. Các bạn ở đây có một lá là Karma is on your side. Thì cái lá này nó khiến cho mình có một cảm nhận, đó là vũ trụ đã cố tình làm cái việc đó để cho các bạn nhận thấy một cái bài học nào đó. Cái đối tượng này, cái hoàn cảnh này chính xác là những cái gì các bạn cần phải gặp, các bạn cần phải buông bỏ để cho các bạn có thể đến được với cái những cái điều tốt đẹp hơn chẳng hạn. Ở đây ví dụ như là khi các bạn chịu buông một cái điều này đó ra, các bạn buông được cái điều này đó ra, các bạn sẽ nhận thấy rằng thật ra bản thân mình có rất là nhiều tiềm năng. Nó không phải cuộc sống này không phải chỉ có một con đường, không phải chỉ kiểu là đâm vô ngõ cụt xong đụng tường là coi như xong cuộc đời chấm dứt, mà thật ra chúng ta sẽ không bao giờ đụng tường hết. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái điều hay ho, chúng ta sẽ luôn gặp rất là nhiều cái sự trù phú. Ở đây các bạn có một lá là một cái sự trù phú giàu có nó vô tận. Một khi các bạn buông cái điều này ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những cái con đường khác nó mở ra trước mặt các bạn.
nó sẽ lồ lộ xuất hiện ở trước mặt các bạn mà không cần phải tốn một cái công sức nào hết, không cần phải la hét, không cần phải đau đớn, không cần phải như thế nào hết, mọi thứ diễn rất là tự nhiên. Nhưng mà trước hết đó, các bạn cần phải buông buông cái sự níu kéo này ra. Ở đây nó cũng có thể nói về một tình huống là các bạn đang gửi gắm cái sự hạnh phúc các bạn vào trong tay một cái người khác hoặc là một cái tình huống khác. Ví dụ như là nếu như tôi có cái nhà đó tôi mới hạnh phúc, nếu như tôi có được cái người đó tôi mới hạnh phúc, nếu như tôi có được cái công việc đó tôi mới hạnh phúc. Không, chúng ta không cần phải như vậy. Chúng ta có thể hạnh phúc ngay tại đây, ngay bây giờ, trong giây phút hiện tại. Một khi các bạn còn suy nghĩ về việc gửi gắm hạnh phúc vào một cái điều gì đó, một cái người gì đó, một cái thì nào đó ở tương lai á, thì chừng đó các bạn vẫn còn sẽ gặp phải cái việc này, các bạn vẫn còn sẽ phải đau khổ, các bạn vẫn phải sống trong những cái bong bóng hạnh phúc, nó có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Các bạn đang có một cái thời gian để các bạn tạo điều kiện để đi sâu vào bản thân mình, biết được thêm về giá trị của bản thân mình. Mình nghĩ rằng cái tình huống này nó cũng đã dạy các bạn khá là nhiều, nó cũng cho các bạn khá là nhiều cái bài học. Nếu như các bạn còn cái gì đó muốn nói, còn cái lời nào đó chưa nói, mà lời ở đây là những cái lời thật lòng, lời thật tâm á, chứ không phải kiểu mà trách hờn giận dỗi gì đâu, thì các bạn cứ nói ra, các bạn cứ bày tỏ. Các bạn có thể bày tỏ với người đó, hoặc là các bạn có thể tự viết thư cho bản thân mình, hoặc là viết thư cho vũ trụ. Nói chung á, là những cái lời của các bạn đang còn nỗi lòng các bạn á, đang còn được tuôn chảy ra bên ngoài, có thể thông qua hình thức lời nói hoặc là thư thư từ chẳng hạn. Hãy sử dụng những cái phương cách đó để cho mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, cho phép cái cảm xúc bên trong các bạn được chuyển hóa. Đừng có quá tiêu cực, quá bi quan. Mọi việc đó, nó đều có cách hết á. Có thể lúc này các bạn cảm thấy là làm sao mình có thể sống mà thiếu cái người đó được, nhưng mà các bạn vẫn sẽ sống, các bạn vẫn sẽ sống. Thậm chí là giống như dân gian hay nói vui á, là kiểu sống hùng sống mạnh á, các bạn vẫn sẽ sống, các bạn vẫn sẽ hạnh phúc, sẽ đi trên con đường của mình, sẽ gặp một người khác, hoặc là có thể quay lại với người này chẳng hạn. Chúng ta là vô tận những khả năng nó có thể xảy ra trong cái cuộc sống này. Nhưng mà bây giờ các bạn cứ nhớ lại những cái giai đoạn khác khó khăn trong cuộc sống các bạn cũng đã vượt qua rồi, thì lần này nó cũng sẽ là như vậy thôi. Đi về cuối cùng á, chỉ cần các bạn không từ bỏ bản thân mình, chỉ cần các bạn kiên quyết thật, sống thật, chân thật và đối xử tốt với chính mình, với trái tim của mình, với tâm hồn của mình, thì chừng đó các bạn sẽ không bao giờ gục ngã, sẽ không có cái điều gì ngoài kia có thể đánh gục các bạn được. Chúng ta không cần phải thúc đẩy nhanh cái quá trình này. 2 tuần, 2 tháng, hoặc thậm chí là 1 năm, nó không phải là vấn đề về thời gian. Vấn đề là các bạn luôn không ngừng bỏ rơi bản thân mình, không có vì cái niềm đau này mà quy chụp là bản thân mình tệ, mình như thế này như thế kia. Giống như là đạo Phật á, Phật giáo thường hay nói là mọi thứ nó đều là vì cái duyên. Nếu mà khi mà duyên đó, khi mà có điều kiện thì duyên khởi, khi mà hết điều kiện rồi thì duyên tàn. Nhưng mà cái duyên nó có đó không, nó vẫn còn tồn tại ở đó, nó không mất đi đâu cả, chẳng qua lúc này cái điều kiện nó thay đổi, cho nên nó không thể biểu lộ ra được cái hình thức cũ. Ở đây cũng vậy, một khi các bạn đã có liên kết với một cái người nào đó thì các bạn sẽ mãi mãi có liên kết với cái người đó, các bạn sẽ không bao giờ mất cái liên kết đó đi được. Chẳng qua bây giờ chúng ta không còn là người thân thôi, ý là không có nhân dục, chúng ta không còn là bạn, hoặc là chúng ta không còn là người yêu thôi. Sau này khi mà cái cuộc hành trình, cái chuyến du lịch trái đất này của các bạn kết thúc á, thì các bạn sẽ lại gặp nhau ở một cái thế giới khác, và ở cái thế giới đó, cái thế giới cao hơn đó, các bạn sẽ lại mỉm cười với nhau, và chúng ta sẽ nói về cái việc này như là một cái câu chuyện, giống như là các bạn tạm thời chơi một cái game và chúng ta quá nhập vai vào cái game đó. Sau đó chúng ta chơi, chúng ta có tương tác người này như thế này, người kia như thế kia, thực tế ảo các kiểu như thế này thế kia. Nhưng mà khi cái game kết thúc, đến cái điểm kết thúc rồi và chúng ta bừng tỉnh ra lại, thì tất cả mọi người đều vẫn còn y nguyên ở đó, những cái mối liên kết vẫn còn ở đó, không đi đâu được. Và cho dù một cái công việc, một cái sự việc nào nó xảy ra trong cuộc đời các bạn, nó đều có một cái ý nghĩa giúp các bạn trưởng thành hơn, giúp các bạn phát triển hơn, và không có bất kỳ một cái điều gì mà vũ trụ gửi đến cho các bạn mà các bạn không thể xử lý được, mà các bạn không thể đối đầu được, hoặc là các bạn không có một cái bài học gì. Đằng sau tất cả mọi thứ đều có một cái tình thương của vũ trụ dành cho các bạn, của tâm, của linh hồn các bạn dành cho các bạn. Cho nên cứ yên tâm là mọi thứ nó chắc chắn nó sẽ tốt đẹp hơn. Và cái rào cản của các bạn lớn nhất ở đây là cái việc các bạn không chịu buông, các bạn không chịu thả lỏng, các bạn chưa có cái trạng thái là chấp nhận và nhìn ra được cái bài học.
Thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái vấn đề về thời gian. Thì mình chúc các bạn ở tuổi thứ ba này sẽ mau chóng vượt qua được cái giai đoạn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, hy vọng mang đến cho các bạn những thông tin có ích. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn ở tuần bài thứ tư. Các bạn ở tuần bài thứ tư thì các bạn đã lựa chọn cái đồ bào bút chì này, đồ gọt bút chì này. Mình mua cái này chắc cũng phải 3 4 năm rồi á. Sau khi mua xong thì mình xài chì bấm. Câu hỏi chung ngày hôm nay đó là điều gì đang cản trở các bạn, đang kìm hãm các bạn? Ở đây thì thật ra cái tụ này thì mình cũng không có quá nhiều điều để nói. Bởi vì mọi thứ với ở các bạn nó có vẻ nó đang khá là tốt, nhưng mà có hai cái điểm các bạn cần thôi nói chung là có một số điểm các bạn cần lưu ý. Thứ nhất á, là có thể các bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh nó khá là tốt, các bạn có một cuộc sống nó có thể là nó không hoàn hảo nhưng mà nó mang đến các bạn nhiều cái sự hỗ trợ. Đồng nghiệp vui vẻ nè, sếp yêu thương, gia đình thì cũng có những cái sự giúp đỡ nhất định, và các bạn đang cảm nhận nhiều cái điều phép màu diễn ra trong cuộc sống các bạn. Thì ở đây á, có một cái vấn đề các bạn cần phải để ý, đó chính là mình thấy á, là các bạn đang hơi bị ôm đồm quá nhiều việc. Nói chung là các bạn giống như các bạn có quá nhiều sở thích á, các bạn có quá nhiều ý thích và cái gì các bạn cũng muốn làm. Cho nên đôi lúc nó sẽ tạo ra một cái sự quá tải, hoặc là các bạn là một người quá là cầu toàn đi, cái việc gì cũng muốn tự tay mình làm. Mình thì mình mới yên tâm. Cái việc này nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hơi bị nặng nề, cảm thấy có nhiều cái trách nhiệm. Cho nên ở đây á, nó nói rằng á, các bạn cần phải có một cái thứ tự ưu tiên. Các bạn cần phải có một cái list là mình nên làm điều gì, không nên làm điều gì. Mình có một cái mục tiêu chính, hoặc là các bạn hãy đặt những cái mục tiêu nhỏ 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 trên cái chặng đường ấy, là từ đây đến đây mình đạt được cái điều đó, sau đó tiếp tục mình đạt được cái điều gì nữa, giống như là một cái cuộc chạy đường dài vậy đó, và chúng ta có những cái cột mốc thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Bởi vì mình thấy các bạn đang dần dần rơi vào cái bẫy, giống như là mọi thứ nó đều ập tới cùng một lúc á, thì nhiều khi nó sẽ không tốt cho các bạn. Và nếu trong trường hợp các bạn cảm thấy còn cái sự giúp đỡ thì hãy hỏi xin cái sự giúp đỡ. Mình cảm thấy là ở đây các bạn cũng có thể các bạn thích hành động một mình, không quen lắm với cái việc làm việc nhóm, hoặc là trước giờ các bạn chưa tìm được một cái đối tượng nào mà thật sự là giúp đỡ được các bạn, thì sắp tới thời gian tới này các bạn sẽ tìm được cái đối tượng đó. Người đó sẽ giúp đỡ các bạn, là một cái cộng sự mà các bạn có thể tin tưởng được và gọi là sao, mang lại rất là nhiều cái trải nghiệm tốt đẹp cho các bạn. Ở đây là mình thấy á, nó còn một cái ý nữa, đó là các bạn đang từng bước đi đến cái con người thật của mình, và từng có thể là trong cuộc sống các bạn á, các bạn sẽ cảm thấy nhiều cái điều nó thay đổi. Ví dụ như bỗng nhiên nhiều cái điều hồi đó giờ các bạn không thích nhưng mà bây giờ thích, hoặc là nhiều cái điều các bạn nghĩ là trời ơi, chắc tôi chẳng bao giờ tôi làm cái việc này đâu, nhưng mà bỗng nhiên một ngày các bạn lại có cái thôi thúc muốn làm cái việc đó. Giống như đó giờ các bạn chưa bao giờ các bạn đi đi bảo tàng chẳng hạn, tự nhiên một sáng cuối tuần các bạn tỉnh dậy các bạn thấy rất 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 là muốn đi bảo tàng, và các bạn xách vali lên, xách ba lô lên và các bạn đi. Thì các bạn sẽ có thể đến đó các bạn gặp được một cái người nào đó mà trò chuyện hợp, hoặc là các bạn tự nhiên các bạn có được một cái lời giải đáp nào đó cho một cái câu hỏi nào đó, hoặc đơn giản là các bạn có được một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và các bạn cảm thấy vui. Nói chung là cái điều gì mà các bạn được thôi thúc làm á, mặc dù có thể nó hơi lạ, nó hơi đó giờ mình chưa làm thì bây giờ mình cứ làm thử đi, nếu mà mình thật sự được thôi thúc thì mình cứ làm thôi. Đó là một chuỗi những cái trải nghiệm, mình không có sợ phải làm những cái điều mới mẻ, thì cuộc sống có nhiều điều mới mẻ thì nó mới có thêm nhiều cái hứng thú trong cuộc sống. Và hãy cẩn thận, nói chung ở đây á, là cẩn thận là đừng có để quá nhiều cái giống như là sao,
Giống như là cái người này nè, thì trong những cái chiếc cốc, những cái chiếc đèn này, chỉ có một cây đèn là cây đèn thật thôi. Các bạn cần phải, giống như mình nói ban đầu, các bạn cần phải có cái thứ tự ưu tiên, và các bạn cần phải biết rằng mình thật sự muốn cái gì, cái điều gì là từ bên trong mình muốn, và cái điều gì là mình bị tác động, mình bị những người khác tác động, cho nên mình cũng muốn cái điều đó. Ví dụ như đó giờ các bạn cảm thấy là mình không có quá thích phải có một cái chiếc xe thật là sang chảnh, nhưng mà khi các bạn đi là đi xong rồi người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, nó qua lại hồi, tự nhiên các bạn muốn có chiếc xe, nhưng mà thật ra đó cũng không phải từ cái khao khát thật sự bên trong các bạn, ví dụ như thế. Và bởi vì các bạn mua chiếc xe đó nên các bạn lỡ mất nhiều cái cơ hội khác, hoặc là lỡ những cái thứ các bạn thật sự thích. Và ở đây á, cuộc sống là một cái chuỗi, một cái vòng tròn, cái vòng tròn sự sống. Và giống như là cái việc của chúng ta không phải là chúng ta chống đối, hoặc là chúng ta cố gắng lúc nào cũng giữ chúng ta ở lên đỉnh, mà trên đỉnh của cuộc sống, trên đỉnh của vinh quang, mà là chúng ta tận hưởng cái bản nhạc của cuộc sống. Có nốt thăng, có nốt trầm, có lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể nào vượt qua được, hoặc có những lúc chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ có một cái những cái điều tuyệt vời như vậy. Và chúng ta là những người liên tục có những cái trải nghiệm mới mẻ để chúng ta không ngừng lớn lên và có những cái bài học. Sư thầy Thích Thích Nhất Hạnh từng nói là cái việc niết bàn, việc lột xác, nó diễn ra liên tục mỗi giây ở trong chúng ta bằng việc là các tế bào sinh ra và chết đi. Thì cho nên cái việc mà thỉnh thoảng các bạn có một cái sở thích gì đó khác, hoặc là các bạn cảm thấy mình có những cái bước khác với những cái con người cũ, thì như thế nó cũng không sao cả. Nói chung là mọi thứ đều là vô thường mà. Chúng ta càng cố gắng ép vào một cái khuôn, hoặc là chúng ta càng cứ cố gắng giữ một cái điều gì đó, lại càng khiến cho những cái thứ đó nó trở nên nặng nề với chúng ta. Cứ thả lỏng, hòa theo cái nhịp điệu cuộc sống. Hãy hỏi xin, chấp nhận cái sự giúp đỡ của người khác, và hãy biết được rằng cái điều gì là cái điều mà mình muốn nhất, mình mong đợi nhất. Thì trong bốn cái tụ thì mình thấy cái tụ này là đỡ nhất, các bạn có ít vấn đề nhất, các bạn không hẳn là, mình cảm thấy không hẳn là kìm hãm. Đây là một cái trải bài mà chỉ để các bạn có thêm, giống như là có thêm gắn thêm động cơ cho các bạn thôi, chứ mình thấy là cũng không có cái gì rõ ràng thật sự mà đang kìm hãm các bạn. Cái mà thật sự mà gọi là rào cản á, thì chỉ có cái yếu tố là mình thấy là cần phải có một cái sự nhìn nhận lại về những cái ước muốn của các bạn, chứ còn những cái điều khác thì nó chỉ là một cái phần mình chia sẻ để cho các bạn càng thêm động lực và càng tiến nhanh hơn, hoặc là càng trở thành cái phiên bản tốt hơn của chính các bạn. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, tạm biệt.